À, xin chào các bạn. À, hôm nay vườn mình có một cây lan nở đẹp xinh, đó là cây vũ nữ Peru. Thì mình muốn quay video này để gửi tặng các bạn cái hình bông, về cái hoa và cái hình thái sinh lý cây, mình sẽ nói kỹ hơn. Thì cây này là nó nở theo phân chi phân nhánh các bạn ha. Chúng ta thấy là cây nó phân chi phân nhánh ra, bông nó màu hồng nhạt, có cái điểm sắc rất là dễ thương, đẹp. Thì cây phân nhánh phân chi, cây này là nở chưa đạt các bạn. Nếu mà nó nở đạt, nó có thể dài gấp đôi cái giò bông này, thậm chí gấp 3 lần cũng có. Phân ra cực kỳ nhiều nhánh, tức là lá này nè, càng bự thì bông sẽ càng to. Cây này là cây vũ nữ nhưng mà không hề có củ ha bạn ha. Không hề có củ, nó chỉ là phát triển bẹ lá thôi, nên nó không dự trữ năng lượng được. Nên cây này rất là dễ mất sức, nên cây này chúng ta ra bông xong thì dễ dàng bị chết đi. Hồi xưa mình nhớ mình bán một cái cây như vậy, một cộng vậy thôi nha, chứ không phải tính là hai như vậy đâu, là 400.000, rất là đắt tiền. Nhưng mà người chơi lan một thời gian là chơi bị chết đi, tại vì là không có rõ cái hình thái trồng. Thì sau này thầy Tấm Ngọc có được con sao, thầy Tấm Ngọc đem một cây lan trồng cực đẹp ở vườn, đem nói cái hình thái sinh lý trồng của cây này ra, thì bây giờ trồng cây này là dễ dàng, không có gì khó hết. Thầy lúc thầy đem qua cái lớp học bên mình, thầy giới thiệu, thầy nói là cái cây này là không có căn giả hành, nên chúng ta cần phải cho ăn thường xuyên, nên nó rất là phù hợp với ăn phân tăng chậm, cụ thể là phân chì. Cái thứ hai nữa, đây là rễ gió rễ chỉ, nên nó thích hợp những cái giá thể nhỏ thôi. Chúng ta có thể trồng sơ dừa nhỏ như vậy, hay là vỏ thông nhỏ như vậy, chúng ta cắt nhuyễn, chúng ta bỏ chung quanh để nó lúc nào nó cũng hút ẩm lên các bạn. Còn đây là người ta trồng công nghiệp nên người ta không có trồng gì trong đây. Nhiều khi mình tưởng như vậy, mình trồng y vậy thì lại không được, về cây nó mất sức, với lại nó không hút được cái gì hết. Người ta đây là người ta trồng theo công nghiệp. Bây giờ chúng ta đem cái giò lan này về, chúng ta cắt hết mấy cái rễ mà nó gãy nè, chung quanh nè, chúng ta cho những vỏ thông nhỏ ở trong đây, rồi chúng ta cho rải phân chì cho nó ăn đều lên, là đảm bảo là cây lan chúng ta sẽ phát triển tuyệt vời. Và phân chì là 6 tháng thay một lần, chúng ta nên để khoảng 5 tháng chúng ta thay, không được để lâu, tại vì cây mà mất cái phân nữa thì nó lại suy, mất độ ẩm là suy. Đúng là cây này là chỉ cần hai yếu tố vậy thôi, ăn phân thường xuyên thì có phân chì lo, hút độ ẩm thường xuyên thì có được vỏ thông hay là một ít dớn hay là một ít sơ dừa thì nó sẽ hút lên. Và đặc biệt là giá thể phải nhỏ, không được to, tại đây là rễ chỉ các bạn ha, thì đảm bảo cây lan chúng ta sẽ ra đẹp và giò bông sẽ cực kỳ dài. Rồi xong đó thì quy trình đó thì chúng ta có phân ăn chì, nó có những cái vi lượng này kia phân trong đó, thì nó sẽ làm cho bông chúng ta tươi sắc, màu sáng đẹp. Thì nói chung là cây vũ nữ Peru này là bây giờ là không còn gì gọi là khó trồng. Rồi như mình nhớ cái cây này mà khoảng năm trước mình đăng lên thì có nhiều bạn chat với mình nói là ồ em thích trồng cây này quá nhưng bị chết hoài à, nên bây giờ em không muốn trồng nữa. Mình trả lời bạn là bây giờ các bạn cứ coi video này đi. Lúc đó mình có một cái video thì Tấm Ngọc giới thiệu á, các bạn có thể vô kinh mình để coi lại cái cây này, thì các bạn có yên tâm hoàn toàn về cái cách trồng như từ nãy giờ mình nói ha các bạn ha. Thì chúng ta hoàn toàn yêu thích vẻ đẹp của cây lan này và hoàn toàn chinh phục nữa được nó, để trồng cho nó tốt hơn và ra hoa đẹp hơn và cây không bị chết. Và cây đây bây giờ giá rất là rẻ các bạn. Họ nhân mô nhân kia ra rất là cấy ra rất là nhiều, nên giá rất là rẻ, nên chúng ta có thể mua cây này khoảng 5 cây 10 cây chúng ta thể trồng tạo thành một không gian đàn bướm lượn. Bướm lượn, cây này mình gọi là bướm lượn, những con bướm mà nó lượn rất là nhiều để tạo thành mấy trăm con bướm hay cả ngàn con bướm lượn, khi nó tạo một cái không gian cực đẹp thì chúng ta có thể trồng vài chục cây này trong một cái vườn lan chúng ta tại một cái cụm nào đó thì sẽ tuyệt vời, sẽ rất là đẹp các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video Mai Quy, cảm ơn các bạn nhiều nha. Hãy chúng ta hãy vào cái kênh Mai Quy để xem được những cái video cũ hơn nói về cây này, hay là cách trồng vỏ thông, hay là bón phân chì, để chúng ta biết rõ hơn các bạn ha. Cảm ơn các bạn nhiều nha, xin chào các bạn.